chào tất cả anh chị em nha. Ông ơi, như tôi đây xếp cho đi. Hôm nay làm cái quay nhò gió. Hôm nay làm cái vàng thăng long bỏ mối cho các cô. Ký hợp đồng rồi. Ký hợp đồng rồi bây giờ. Ông cái đó vòng quay ta. Vòng quay. Rồi. À. Đó. Đây là vàng thăng long nha chị em. Bữa nay thứ bảy mê không biết nguyên mấy. Đó, bắt đầu đóng nha. Cái này vàng cuối á. Đổi dớp rồi. Giờ thợ mộc rồi. Đúng rồi đó, anh chị em thấy được không? Cái này là thôi mua Home Depot nha. Đây nè, bằng xi măng rồi mướn nó cắt, cái kêu nó cắt thôi, cắt 4 trụ đó. Bây giờ về đóng đó. Đó, đổi nghề rồi, cái này là cái hợp đồng với Costco rồi, thăng long. Ok, thôi được rồi đó.